Xin chào, tôi là Âu Việt. Còn tôi là Thu Trang, rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình TV Shopping. Thưa quý vị, vali là một vật dụng quá đỗi quen thuộc và không thể thiếu khi đi du lịch hay là công tác đối với mỗi người, được không ạ? Dạ vâng, rất là chính xác. Ngày hôm nay trong chương trình TV Shopping, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị hai dòng vali tiêu biểu. Đó chính là vali Oregon và Eskino đến từ thương hiệu American Tourister, đang được phân phối bởi House of Luggage, đơn vị phân phối độc quyền các thương hiệu quốc tế về vali, ba lô, túi sách đang được thịnh hành trên thế giới tại Việt Nam. Eskino, đây là dòng vali khóa gập an toàn, chỉ với một bước đơn giản, chất liệu nhựa dẻo PC cao cấp, có khả năng đàn hồi cao, cùng khung nhôm chắc chắn. Còn khoang chứa bên trong vali khá rộng rãi, side cabin có thể chứa đến 10kg hành lý, cùng hệ thống móc treo đa năng sẽ giúp cho quý vị có thể sắp xếp hành lý một cách gọn gàng, tiết kiệm diện tích tối đa. Sản phẩm có tới 3 màu, đó là màu xám, màu xanh và màu đen cho quý vị để thoải mái lựa chọn ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, còn với vali Oregon thì đây là dòng vali vải thiết kế cao cấp, chất liệu dày dặn, chống bám bụi tốt. Một trong những ưu điểm của vali vải đó chính là nhẹ, khoang chứa có thể co giãn rất là thích hợp với những chuyến đi nhiều ngày. Thiết kế ngăn trước chuyên dụng cho các loại giấy tờ, tài liệu, laptop, máy tính bảng để có thể dễ dàng truy cập nhanh, siêu tiết kiệm thời gian cho người bận rộn. Và những thiết kế ngăn thông minh bên trong vali thì tích hợp túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, có thể tháo rời dễ dàng, từ đó giúp chúng ta có thể sắp xếp linh hoạt hành lý của mình. Sản phẩm có hai màu là xanh và đen, rất sang trọng và thời trang ạ. Và như quý vị có thể thấy, cả hai dòng vali này đều được trang bị khóa số tích hợp, khóa TSA tiêu chuẩn của Mỹ, giúp tăng độ bảo mật gấp 3 lần so với sản phẩm thông thường. Bánh xe xoay 360 độ, có độ bền cao, chịu lực tốt. Dạ vâng, ngoài ra thì những chiếc vali này cũng trang bị cần kéo bằng nhôm cao cấp, khá là chắc chắn, có độ bền cao và được thiết kế 3 nấc, giúp cho chúng ta có thể tự điều chỉnh độ cao tùy theo nhu cầu sử dụng một cách dễ dàng quý vị nhé. Vâng, và cả hai dòng vali này đều được thiết kế sức chứa cũng như dung tích đa dạng với size cabin, size trung và size đại. Quý vị và các bạn có thể thoải mái lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình ạ. Vâng, quả là những sản phẩm tuyệt vời đúng không thưa quý vị? Chính vì thế mà ngay hôm nay trong chương trình TV Shopping của chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị những ưu đãi vô cùng đặc biệt. Giảm ngay 50% từ 3 triệu 400 nghìn đồng xuống chỉ còn 1 triệu 700 nghìn đồng đối với vali Oregon và từ 6 triệu xuống chỉ còn 3 triệu đối với vali Eskino. Ngoài ra thì chúng ta còn được free ship toàn quốc và bảo hành quốc tế 3 năm. Lưu ý đó là ưu đãi thì chỉ có tại American Tourister Việt Nam thôi quý vị nhé. Và khi đặt hàng trên website của House of Luggage, quý vị đừng quên nhập mã 3 triệu để được giảm thêm 500 nghìn đồng cho hóa đơn từ 3 triệu và mã 5 triệu để được giảm thêm 1 triệu đồng cho hóa đơn từ 5 triệu quý vị nhé. Đặc biệt là khách hàng thân thiết sẽ được giảm thêm đến 15% khi mua sắm tại các hệ thống cửa hàng House of Luggage trên toàn quốc quý vị ạ. Wow, với những mức giá và ưu đãi hấp dẫn như thế này, vậy quý vị còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào website house.com.vn hoặc qua hotline 1800-6063 để sở hữu ngay cho mình những sản phẩm chất lượng nhất nhé. Rất tiếc khi mà đến đây thời lượng chương trình của chúng tôi cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.